Thưa quý vị, sau lần triển khai hội nghị đối thoại hai cấp tại thôn Tà Lan, Giàng Bí, xã Hòa Bắc vào đầu tháng 3 vừa qua, sáng nay, huyện ủy Hòa Vang tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại hai cấp huyện xã giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương với nhân dân thôn An Hải Tây 1, xã Hòa Sơn, nhằm trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của người dân để đưa ra những quyết sách phù hợp cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Hòa Vang đã báo cáo với người dân về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trên địa bàn huyện, một số chủ trương lớn của thành phố, đặc biệt là những nghị quyết về phát triển Hòa Vang của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Tại buổi đối thoại, người dân thôn An Hải Tây 1 cơ bản đồng tình với những chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời kiến nghị một số vấn đề nội dung liên quan đến công tác di dời và hỗ trợ cho 44 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở đồi núi Sọ, phương án bố trí hoặc hoán đổi lại đất để làm nhà ở. Phần lớn các hộ nằm trong diện này đều đồng thuận với chủ trương di dời của thành phố và mong muốn sớm được triển khai trước mùa mưa để yên tâm sinh sống. Xã cũng có cái hỗ trợ là cho di dời ra ngoài trường mầm non ở ngoài kia, là cũng ăn ở vào buổi tối, là sợ là mình ngủ là nó sạt lở là không có, nhưng mà nó rất là bất tiện cho dân, là chiều đi làm về rồi cũng phải lo tất bật để dọn đi, rồi sáng là về là không kịp để mà lo mà đi làm buổi sáng, nó rất là vất vả. Thì cũng mong là thành phố cũng như là huyện cũng như xã là chiếu cố là quan tâm tới dân để mà tiến hành là đền bù giải tỏa di dời sớm để cho dân có một cái nơi mà nơi ăn nơi ở là nó ổn định. Người dân ở đây thì cũng muốn là được di dời sớm, nhưng mà nói chung là đi đến cái chỗ ở tốt hơn cái chỗ cũ. Đại diện các phòng chức năng huyện Hòa Vang đã có giải đáp những kiến nghị, đề xuất của người dân, đồng thời nêu rõ chủ trương di dời và những chính sách hỗ trợ của huyện cũng như thành phố trong từng trường hợp theo quy định. Hội nghị đối thoại hai cấp là một trong những nội dung đổi mới của huyện ủy Hòa Vang trong nhiệm kỳ này, nhằm giúp người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương lắng nghe nguyện vọng trực tiếp của người dân, qua đó đề ra những quyết sách phù hợp cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.